Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Aquarium Melody của mình nhé. Và mình là Tony Huy Nguyễn. Và vlog ngày hôm nay thì mình sẽ quay trở lại với các bạn ở phần 2 video một bể rừng được hình thành như thế nào. Và mình cũng đã từng xuất bản video phần 1 về chủ đề này. Và nếu như các bạn quan tâm phần 1 của video này thì có thể bấm vào đường link phía trên bên phải màn hình mình để ở đây thì các bạn có thể tiện theo dõi nhé. Những hình ảnh mà các bạn đang theo dõi từ đầu video đến đây thì là cái giai đoạn mình xử lý cái phần nhớt lũ ở trong bể bằng việc là mình kết hợp thả một số các loài cá như mô ly hay bún đỏ, và cùng với việc mình vệ sinh hàng ngày thay nước, chúng sẽ giúp ích rất nhiều trong việc chúng ta loại bỏ phần nhớt lũ được nhanh hơn. Còn bây giờ thì xin mời tất cả các bạn cùng theo dõi từng cái giai đoạn mình hoàn thiện vào cây cho bố cục này diễn ra như thế nào nhé. Ok, let's go. Người đi xem cái tủ lạnh nhà mình nhá. Đây, cái bọc đen đen này. Rồi. Cái này là rộng. Để xem cái bọc này nhá. Mình vứt cái bọc này trong đây khoảng tầm 3 tuần hơn rồi. Từ hôm lật bể. Để xem cái gì đây nhá. Thực ra nó là dương sỉ. À, cái bụi mỹ nhân của mình tiếc quá nên giữ lại để sử dụng cho cái bể rừng này. À, wow, vẫn tươi mọi người ạ. Vẫn tươi các bạn nhé. Đấy. Mình thử bảo quản nó bằng cái cách này như thế nào thì thực sự là cũng khá là ngạc nhiên khi cái bụi dương sỉ của mình nó vẫn còn xanh tươi như thế này, không hề bị héo hay là bị ngót gì đi luôn mọi người ạ. Nhá. Và nếu như các bạn chưa có cách nào thì cứ thử ném vào tủ lạnh giống mình nhá, nhưng mà chỉ với dương sỉ thôi nhá. Hôm nay thì mình sẽ bắt đầu tiến hành cố định các cái phần rêu vào trong bố cục lũ của mình. Đó, thì cái rêu mình sử dụng ở đây là rêu mini Taiwan, để làm các cái tán cây cũng như là cố định nó vào các cái phần thân lũa như thế này để tạo cái dáng vẻ tự nhiên cho cái bố cục rừng của mình. Đó, thì những cái phần nhánh lũa mà nó có thớ to và nó mình cảm giác là có thể buộc được bằng cước tàng hình hoặc giấy chỉ nhé, thì các bạn sẽ cố gắng để thực hiện nó bằng việc là mình cố định bằng cước tàng hình hoặc là bằng chỉ. Đó, để nó tránh cho cái việc gây tổn thương các phần rêu, bởi vì rêu rất là mỏng manh. Và những cái chỗ mà mình không thể buộc được thì chúng ta có thể sử dụng cái keo dán thủy sinh chuyên dụng nhá. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu. Và các bạn cũng đừng quên sắm cho mình một cái bình xịt giữ ẩm phun sương như này nhá. Bởi vì trong quá trình mình thực hiện ý, thì do ánh sáng, rồi do nhiệt độ phòng, rồi do nhiệt độ của đèn nó tỏa ra
thì khả năng nhiều là các cái phần cây, phần thực vật của chúng ta nó không được chìm ở trong nước ấy, nó sẽ rất nhanh bị khô nhá. Chúng ta sẽ vừa làm và vừa để ý cái điều đó. Ok, và video clip của mình ngày hôm nay chỉ đến đây thôi. Xin chào thân ái và hẹn gặp lại các bạn ở các video clip sau. Và nếu như đây là lần đầu tiên các bạn ghé thăm Aquarium Melody thì đừng quên ủng hộ mình bằng một lượt like, một lượt subscribe cũng như bật chuông thông báo để có thể xem những video mới nhất trên kênh của mình nhé. Còn bây giờ thì chào thân ái và hẹn gặp lại. Goodbye.